Chào các bạn, hôm nay chúng ta ăn khoai mì hấp nước cốt dừa đây. Đây là một cái món ăn bình dị dân dã, mang đậm cái hương vị miền quê và rất là hài lòng nhiều thực khách nha các bạn. Làm nhanh gọn lẹ. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào bếp thôi. Chào các bạn ơi, hôm nay mình đi chợ mình mua 10.000 đồng khoai mì nè các bạn, một ký lô nè. Khoai mì trồng đây cho nên ông người bán thì người ta nói là khoai mì bột nha các bạn, cho nên mình gọt rồi mình chẻ ra như vậy nè, một lát mình nấu nó sẽ nở ra. Mình ngâm nước muối 4-5 tiếng rồi nè, thì mình nấu với nước cốt dừa. Đây là hành ngò, đây là muối và đường nha. Bây giờ mình đi bắt cái chảo lên nè, mình sẽ lót ở dưới đây, mình làm cái khâu này trước nha các bạn. Mình sẽ lót ở dưới đây là lá dứa à. Mình bỏ khoai mì lên, thì đây là cái bước đầu tiên. Bước thứ hai là khi mà mình múc, mình nước nó cạn rồi mình mới bỏ cốt dừa các bạn, bỏ cốt dừa với là ngò hành vô. Đây là bước đầu tiên nha, nấu kiểu này chắc mau chín lắm, tại mình nấu bằng cái chảo đó. Rồi mình bắt bếp lên, đổ nước vô. Nhưng mà cái bước này mình cũng phải bỏ tí muối tí đường để cho nó rút vô cái miếng khoai. Nó rút vô miếng khoai nha các bạn. Còn nước dừa này mình xài nước dừa lo, thì một lát mình đây là để sau nó chút xíu vậy thôi. Năng lượng nóng lại rồi mình đậy nắp lại mình chờ nha. Cái nồi khoai mì của mình hồi nãy là nó chín rồi nha các bạn, nó nở như vậy nè, cũng không không bột lắm đâu. Bây giờ mình lấy hết cái phần lá dứa ra. Để hết phần lá dứa ra, đặng mình đổ nước cốt dừa mình nấu thêm một lần nữa cho nó không có rút vô lá dứa các bạn. Đấy là giờ là nó cũng đã thơm rồi đó. Không nở lắm ha, cũng nở nở nè. Bây giờ mình cho nước cốt dừa vô. Bây giờ ở đây thì mình làm nước cốt dừa nè. Ít nhiều tùy mình nha các bạn. Nhưng mà nhà mình thì cũng không có ăn dừa nhiều đâu. Như đó được rồi. Muối với đường ha. Trộn vô. Cho miếng nước vô các bạn. Bắt đầu mình đổ vô nè, hành với ngò mình bỏ sau nha, bỏ trước cũng chín không ngon. Rồi bắt đầu nấu tiếp đợt 2. Cho nó rút vô. Nấu một đợt rồi, bây giờ nấu đợt 2 là nước dừa mình đổ ít nước thôi nha các bạn. Đổ ít nước dừa thôi. Để cho nó rút vô, nó sôi lên là nó sẽ rút vô, rồi một lát nó rút hết rồi mình mới bỏ hành ngò vô, rất là ngon luôn. Bây giờ khoai mì nó cũng đã rút hết nước dừa rồi, mình bỏ vô miếng hành ngò nha các bạn, ngò ngon đó, rút hết nước rồi đó. Thì mình để ra dĩa nha, chờ nguội ăn thôi. Mời các bạn nha.
Khoai mì cốt dừa ngon quá các bạn ơi. Khoai mì này không biết phải khoai mì Thái không mà mình nấu nó ra màu vàng. Có loại khoai mì mình nấu nó ra vàng vàng vậy đó các bạn. Ta nói khoai mì Thái.